Sana dường như đã gặp phải một vấn đề với chiếc vòng đeo cổ trong buổi biểu diễn Fancy tại Hero Concert. Trong khi biểu diễn, Sana đã gặp sự cố, nhưng cô ấy đã xử lý được và hầu như không ai chú ý. Khi đến phần hát của mình, động tác của Sana dường như đã gặp phải một chút vấn đề. Chuyển động của đầu cô ấy có thể đã nới lỏng chiếc vòng đeo cổ, nhưng Sana đã nhanh chóng bắt lấy nó ngay khi nó trượt và cầm trong tay. Cô ấy đã làm nó một cách trơn tru, đến nỗi nó trông giống như một phần của vũ đạo. Sau đó Sana đứng dậy và tiếp tục cầm chiếc vòng trên tay trong phần còn lại của buổi biểu diễn. Và chúng ta có thể thấy Sana đã xử lý sự cố một cách dễ dàng như thế nào. Đó chính là sự chuyên nghiệp. Và đây là một khía cạnh khác mà chúng ta biết về Sana. Các bạn vẫn còn nhớ Sana trong khi biểu diễn Likey chứ? Có vẻ cô ấy chính là Sana trong Fancy. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.